thực sự có thể nói một cách khách quan là xứng đáng đồng tiền bát gạo những gì mà gia chủ tâm huyết đầu tư. Công Tiến xin được kính chào quý vị và các bạn yêu thích thú chơi tiểu cảnh sân vườn, đặc biệt là hồ cá koi trên toàn quốc. Và sau 3 tháng trở lại với công trình mà anh em trong đội đã thi công hoàn tất, và chính thức giờ phút này tác phẩm của chúng ta đã đi vào vận hành, và sự thành công tạo lên tất cả những gì uy tín nhất từ tư duy, ý tưởng, thiết kế, từ lý thuyết đến thực hành. Tác phẩm của chúng ta chính thức đến giờ phút này đã toát lên được tất cả những giá trị nghệ thuật, nhân văn về phong thủy cũng như là về hữu hình. Công Tiến sẽ đi lại chi tiết sản phẩm này để gửi tới quý các anh chị trên toàn đất nước. Vâng, thông qua màn hình điện thoại các anh chị phần nào cũng có thể cảm nhận thấy được hồ thủy sinh của chúng ta. Để có một hồ thủy sinh tuyệt vời như thế này, việc đầu tiên là vị trí địa lý. Vâng, ở một góc vườn gia chủ cũng đã đầu tư và dành ra tới 200m² dành cho khu vực phía tiểu cảnh. Vâng, đây là một trong những căn biệt thự vô cùng là nguy nga lộng lẫy nằm trên thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Và phía đây là chi tiết phần hồ koi mà Công Tiến đã từ lý thuyết đến thực tế thi công, thành phẩm, bàn giao và chính thức đi vào vận hành. Vâng, đây là một trong những hồ koi thực sự là chuyên nghiệp, với đầy đủ tất cả các hệ thống đấy, kim, thủy, mộc. Và phần đầu tiên Công Tiến muốn giới thiệu tới quý các anh chị đó là phần tiết diện của mặt nước. Vâng, để có một hồ koi đẹp thì tỷ lệ phần mặt nước cũng như là tỷ lệ diện tích khoang xử lý lọc nước phải đạt tất cả các điều kiện, yếu tố và tỷ lệ tiêu chuẩn. Vâng, với một hồ thủy sinh có diện tích lên tới 60 khối thì phần xử lý nước của chúng ta cũng phải có diện tích lên tới 1/3, tức là 20 khối. Vâng, phía những tấm nhựa được lắp ghép phía trên mặt, đây chính là phần xử lý nước. Vâng, tỷ lệ phải là 1/3 so với tổng diện tích tiểu cảnh thì mới đủ thiết bị cũng như số lượng và chất lượng xử lý nước. Vâng, Công Tiến sẽ đi lại phần phía bên trong, đó chính là phần mặt nước sử dụng cho hồ koi. Cũng đã được đào âm xuống 1,2m tiêu chuẩn so với cốt của sân. Phía trên bờ cũng đã được sử dụng những tấm đá cuội bo giả suối rất là nghệ thuật. Và phía bên ngoài hồ chính là phần thảo nguyên. Đây là một trong những gia chủ rất chơi.